này là của tele phụ kênh nha nè, là nó có một lò, cái này nó còn một cái nữa mà chưa kiếm ra anh em ạ. Nó hay lắm nha anh em, là chơi cassette là biết cái lò này nha. Cái này là hình như là Studio M1 nha, dòng cao nhất của tele phụ kênh anh em, nhỏ 3 đường tiếng là hay không. Đẹp không nè, chút xíu thôi.